Thưa quý vị, sau hơn một tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, sáng nay 23 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã tuyên phạt 61 bị cáo trong đường dây mua bán làm giả hơn 1.000 bằng tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ của các trường đại học. Theo cáo trạng, đầu năm 2018, khi đang học tại trường cao đẳng nghề An Giang, bị cáo Phan Văn Đức, đại diện cho nhóm 6 sinh viên cao đẳng nghề, đã mua 6 chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trên độ B giả của Nguyễn Văn Cường với giá 4,5 triệu đồng để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp. Sau đó Đức được Cường trả công 300.000 đồng. Từ đây, Đức phát hiện nhiều sinh viên có nhu cầu mua chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ AB và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để đủ điều kiện xét tốt nghiệp, nên đối tượng nảy sinh ý định nhận làm giả các tài liệu để hưởng lợi. Với mức giá từ 1,5 đến 3,8 triệu đồng trên mỗi chứng chỉ, từ năm 2018 đến tháng 3 năm 2023, Đức cùng với 60 người khác đã làm hơn 1.000 tài liệu giả dưới tên các trường đại học lớn với dấu mộc và thông tin giống như thật, khiến người mua khó phát hiện. Với tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, Tòa án Nhân dân thành phố Long Xuyên tuyên phạt bị cáo Phan Văn Đức 4 năm 3 tháng tù, 49 bị cáo khác nhận mức án từ 6 tháng đến 2 năm tù treo. Liên quan đến vụ việc 54 học sinh, sinh viên của trường cao đẳng Lào Cai nhập viện từ ngày 9 tháng 10 với biểu hiện rối loạn tiêu hóa, các ngành chức năng tỉnh Lào Cai nhận định đây là một vụ ngộ độc thực phẩm. Chiều 9 tháng 10, một số học sinh sinh viên ở ký túc xá trường cao đẳng Lào Cai cơ sở 1 tại thành phố Lào Cai nhập viện với các biểu hiện của rối loạn tiêu hóa, nghi ngộ độc thực phẩm. Căn cứ trên các đặc điểm dịch tễ, triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân và kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, mẫu nước của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai cho thấy có 4 món thức ăn của buổi chiều ngày 8 tháng 10 phát hiện dương tính với vi khuẩn Salmonella, gồm dưa chuột muối, chả lá lốt, gà rang, canh rau muống. Theo ngành chức năng tỉnh Lào Cai, cơn bão số 3 đã khiến nhiều địa phương của tỉnh bị ngập nặng. Đây cũng là thời điểm môi trường sống ô nhiễm sau mưa bão, tạo nên nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Đối với chúng tôi thì cũng khuyến cáo với tất cả các cái nhà hàng, các cái bếp ăn nói chung là không riêng gì Lào Cai mà trên toàn quốc là sau những mùa mưa bão thì đặc biệt là các cái loại một số những loại vi khuẩn nó dễ có điều kiện nó nhân lên, cho nên là cái khâu chế biến an toàn vệ sinh thực phẩm, chọn lựa chọn thực phẩm và làm thế nào đó kể cả cái nguồn nước đều phải đảm bảo vệ sinh. Cũng thì về phía ủy ban nhân dân tỉnh rồi tỉnh ủy đã có chỉ đạo tất cả các sở ban ngành, về phía chi cục thì tham mưu cho sở y tế đã có những cái văn bản để triển khai, vừa đi giám sát để giúp đỡ các cơ sở để làm đảm bảo công tác an toàn thực phẩm. Hiện toàn bộ 54 học sinh sinh viên bị ngộ độc thực phẩm đều khỏi bệnh và được xuất viện. Sau hơn một tháng cam kết tháo dỡ, chủ đầu tư biệt phủ sai phép ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vẫn chây ì không tháo dỡ như cam kết. Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài đang hoàn thành thủ tục để ra quyết định cưỡng chế đối với công trình này. Tháng 10 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài đã ban hành 3 quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thanh Bình, ngụ tại thành phố Đồng Xoài, với số tiền 38,5 triệu đồng về hành vi vi phạm trật tự xây dựng và đất đai. Tuy nhiên, sau nhiều tháng bị xử phạt, chỉ có một phần công trình được tháo dỡ, phần còn lại gồm 2 công trình nhà ở, một nhà thủy tạ vẫn hiên ngang tồn tại. Việc kiểm tra xử lý cũng gặp nhiều khó khăn khi chủ đầu tư luôn khóa cửa vắng mặt. Đến ngày 23 tháng 8 năm 2024, sau khi báo chí phản ánh, chủ đầu tư mới là ông Đỗ Ngọc Tám tiếp tục cam kết với chính quyền địa phương sẽ phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm để trả lại hiện trạng ban đầu trong thời gian chậm nhất 30 ngày. Thế nhưng sau hơn một tháng, chủ đầu tư vẫn không thực hiện như cam kết. Hiện, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài đang hoàn tất thủ tục và thành lập đoàn kiểm tra để cưỡng chế công trình biệt phủ sai phép này. Một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại chùa Phổ Quang, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ngôi chùa này được xây dựng vào khoảng đầu thời Trần, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Ngôi chùa có niên đại trên 800 năm và là nơi lưu giữ được nhiều di vật, cổ vật có giá trị. Vào khoảng 10 giờ sáng nay 23 tháng 10, người dân bất ngờ phát hiện đám cháy lớn bùng phát tại khu vực tòa thượng điện trong khu viên chùa Phổ Quang. Do kết cấu đa phần bằng gỗ và các vật liệu dễ cháy, chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ công trình.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Phú Thọ lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ khẩn trương khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. May mắn không ghi nhận thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông đang tham mưu xây dựng dự thảo nghị định xử phạt hành chính, trong đó dự kiến tăng nặng mức xử phạt với các hành vi gây tai nạn giao thông, cố ý xâm phạm trật tự an toàn giao thông lên gấp nhiều lần để tăng mức răn đe. Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất đối với ô tô hành vi đi vào khu vực cấm, đường cấm, mức phạt cũ 2-3 triệu đồng, dự kiến mức phạt mới 4-6 triệu đồng. Hành vi điều khiển ô tô không gắn đủ biển số, che dán biển số, gắn biển số giả, mức phạt cũ 4-6 triệu đồng. Dự kiến mức phạt mới 48 đến 52 triệu đồng. Hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện, mức phạt cũ từ 4 đến 6 triệu đồng. Dự kiến mức phạt mới 28 đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, theo đề xuất, lực lượng chức năng sẽ tịch thu phương tiện đối với hành vi tái phạm, lạng lách, đánh võng. Theo nhận định của lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, những hành vi trên có nguy cơ rất cao gây ra tai nạn. Do vậy, mức xử phạt cần tăng nặng để tạo tính răn đe tương xứng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, sáng nay 23 tháng 10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên. Thảo luận về dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên, các đại biểu Quốc hội thống nhất cao khi dự thảo luật quy định giáo dục tại trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý chuyển hướng và quy định rõ từng trường hợp được áp dụng biện pháp này. Vì những ý kiến cho rằng là cái việc mà biện pháp giáo dưỡng tại ở trường giáo dưỡng theo quy định của điều 96 của Bộ luật hình sự thì tôi nghĩ rằng đây là nó rất là phù hợp đấy trong tình hình thực tiễn của đất nước ta hiện nay để làm sao đối với những cái trường hợp mà các em nó phạm tội nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng thì chúng ta là không phải bị giam giữ. Tại vì nếu bị giam giữ trong thời gian mà cơ quan điều tra truy tố xét xử thì có thể từ 9 tới 12 tháng. Rồi sau đó mới chuyển đi thì tôi nghĩ rằng là các em cũng bị tạm giam rồi. Cho nên từ lúc đầu mình thấy là nếu nằm trong cái phạm vi áp dụng mà cho phép chuyển hướng thì tôi nghĩ rằng là nên chuyển hướng chứ không phải để tới chúng ta để mà tới xét xử rồi chúng ta mới chuyển hướng thì tôi nghĩ rằng nó sẽ không phù hợp vì mục đích của chúng ta nó là lợi ích tốt nhất cho cái người chưa thành niên và đảm bảo khi mà xử lý chuyển hướng như vậy thì các em các cháu nó có đủ điều kiện để học hành. Tại điều 55 dự thảo luật về xây dựng báo cáo điều tra xã hội quy định trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc tham gia tố tụng của cơ quan điều tra, người làm công tác xã hội phải hoàn thành báo cáo điều tra xã hội về người chưa thành niên là bị can và gửi cho cơ quan có yêu cầu. Theo một số đại biểu, quy định như vậy là chưa thực sự phù hợp. Đề nghị nghiên cứu tăng thời gian hoàn thành báo cáo điều tra xã hội của người làm công tác xã hội để nội dung được hoàn chỉnh, phục vụ tốt cho quá trình xử lý người chưa thành niên phạm tội. Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu quy định cụ thể rõ ràng về điều kiện tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục để quyết định một người làm công tác xã hội trong tham gia tố tụng xử lý hình sự đối với người chưa thành niên. Tại điều 32, người làm công tác xã hội, thì tôi đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu quy định cụ thể, rõ ràng về điều kiện tiêu chuẩn trình tự thủ tục để quyết định một người làm công tác xã hội trong tham gia tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên. Điều 32 thì hiện có quy định nhưng chưa được rõ ràng điều kiện để được cấp giấy chứng nhận là người công tác xã hội để tham gia giải quyết các vụ án hình sự. Cơ quan nào làm hồ sơ thủ tục trình tự để đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội xem xét chấp thuận và quyết định thế nào và cần quy định có chặt chẽ hơn. Trong phiên họp sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ về chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo tờ trình, Chính phủ đề xuất điều chỉnh 8 chỉ tiêu sử dụng đất thuộc nhóm đất nông nghiệp và phi nông nghiệp. Trong phiên thảo luận buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi. Sáng nay 23 tháng 10, nhà xuất bản Thông Tấn đã ra mắt tác phẩm Truyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của tác giả nhà văn người Hàn Quốc Cho Chun-hyun
vào đúng dịp tưởng niệm 100 ngày cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi xa. Đây là cuốn sách đầu tiên do một tác giả người nước ngoài viết về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm Truyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được biên dịch từ cuốn sách Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng của nhà văn người Hàn Quốc Cho Chun-jeon nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Tổng Bí thư. Nhà văn người Hàn Quốc đã dày công nghiên cứu để khái quát về 80 năm cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ thời niên thiếu, những năm tháng nỗ lực học tập, hoàn thành xuất sắc các bậc học cho đến khi trở thành một trong những nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và nhà nước ta. So với bản gốc, tác phẩm Truyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nội dung cô đọng hơn. Ngoài 2.500 bản in tiếng Việt trong lần xuất bản đầu tiên này, nhà xuất bản Thông Tấn cũng đã thực hiện in 1.500 bản tiếng Hàn với nội dung giống với bản tiếng Việt. Phát biểu tại lễ ra mắt tác phẩm, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung nhấn mạnh, cuốn sách dù mang góc nhìn của một cá nhân nhưng đã phác họa chân thực chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo tài năng và đức độ. Qua đó cho thấy tình cảm trân quý của tác giả Cho Chun-jeon và người dân Hàn Quốc dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đất nước nhân dân Việt Nam. Cuốn sách Truyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được kỳ vọng sẽ lan tỏa những thông điệp tích cực và ý nghĩa với đông đảo bạn đọc ở trong và ngoài nước. Thưa quý vị, cuộc họp Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2023-2025 vừa diễn ra sáng nay 23 tháng 10 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhằm rà soát tiến độ thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dự kiến đề án này cùng với đề án thành lập thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp thông qua hồ sơ vào ngày mai 24 tháng 10 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tại cuộc họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ cho biết đã xây dựng dự thảo báo cáo về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đối với huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và thành phố Bà Rịa. Trong tháng 10 năm 2024, Sở sẽ hoàn thiện phương án này. Đồng thời, Sở cũng phối hợp rà soát tài sản công sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và hoàn thiện dự thảo phương án chi tiết. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ hoàn thiện lại dự thảo báo cáo về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, trong đó xác định rõ nội dung, cách thức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể và phải bám sát về mặt thời gian. Tạo công ăn việc làm giúp cho hộ nghèo có thu nhập ổn định để thoát nghèo bền vững, thiết kế xây dựng các mô hình giảm nghèo mẫu để triển khai vận động nguồn lực cùng hỗ trợ người nghèo. Là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, với việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ, đến cuối năm 2023, số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh giảm còn 1.138 hộ, chiếm 0,35% tổng số dân, hoàn thành trước 2 năm mục tiêu giảm nghèo mà Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 109 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra. Tỉnh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia. Dự kiến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh giảm còn 0,26% so với tổng số dân. Qua rà soát của các địa phương, hiện toàn tỉnh có 222 hộ có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở, trong đó 27 hộ đủ điều kiện xây mới và 52 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà đại đoàn kết, 143 hộ có nhu cầu về nhà ở nhưng không đủ điều kiện, chủ yếu vướng mắc về đất đai. Với những hộ đủ điều kiện hỗ trợ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các địa phương khảo sát thẩm định, đến nay đã xây mới 19 căn và sửa chữa 44 căn. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các địa phương quan tâm huy động nguồn lực để hỗ trợ các hộ khó khăn về nhà ở. Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát lại dự án nhà ở xã hội để có báo cáo đề xuất hỗ trợ các hộ nghèo ở đô thị. Thưa quý vị, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác, ngày 30 tháng 3 năm 2016, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hà Lan đã ký thỏa thuận tài trợ cho dự án thu gom, xử lý và thoát nước đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ. Sau 5 năm thi công, sáng ngày hôm nay 23 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Cơ quan Đầu tư Quốc tế Hà Lan đã tổ chức khánh thành nhà máy xử lý nước thải Phú Mỹ thuộc dự án này.
Đây là công trình góp phần giảm tải áp lực xử lý nước thải đô thị cho thị xã Phú Mỹ nói riêng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung. Dự lễ khánh thành có ông Daniel Korestock, Tổng lãnh sự Trung Quốc Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Hans Docter, Tổng giám đốc cơ quan đầu tư quốc tế Hà Lan, ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án thu gom, xử lý và thoát nước đô thị mới Phú Mỹ chính thức khởi công năm 2019. Với tổng mức đầu tư hơn 818,4 tỷ đồng, tương đương khoảng 33,5 triệu euro. Trong đó, nguồn vốn tài trợ của chính phủ Vương quốc Hà Lan khoảng 10 triệu euro, chiếm khoảng 30,73%, còn lại là vốn ngân sách tỉnh. Dự án do Ban quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án đã thành lập tổ quản lý dự án chuyên trách với đầy đủ các kỹ sư chuyên ngành như là điện, nước, xây dựng, thường xuyên có mặt tại công trường để quản lý, giám sát toàn bộ hoạt động tại công trường, kiểm soát hồ sơ chất lượng, kịp thời xử lý tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong vấn đề kỹ thuật cũng như những vấn đề khó khăn chung của đơn vị thi công trong quá trình triển khai thi công nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình. Dự án bao gồm hai hạng mục chính như hệ thống tuyến cống thu gom nước thải với 5.000 hố ga để thu gom toàn bộ nước thải của khu vực đô thị Phú Mỹ đưa về 4 trạm bơm tăng áp nằm trên hai địa bàn của hai phường Mỹ Xuân và Tân Phước. Và nhà máy xử lý nước thải đảm bảo nước thải sau khi xử lý đầu ra đạt cột A theo quy chuẩn của Bộ Tài nguyên Môi trường. Thưa quý vị, với công suất khoảng 30.000 mét khối một ngày đêm, thì nhà máy xử lý nước thải được kỳ vọng là một trong những giải pháp bền vững cho môi trường, nhất là trong việc xử lý nước thải, một trong những vấn đề vô cùng nan giải của địa phương. Và đây cũng là một trong những khía cạnh bền vững để mà một đô thị mới không chỉ phát triển về kinh tế mà còn song hành với bảo vệ môi trường. Cái nhà máy xử lý nước thải này mà nếu mà thu gom những tất cả những cái nước thải á, thì nói thật sự người dân rất là mừng. Bởi vì cái đó nó làm cho cái mỹ quan đô thị càng ngày càng đi lên, nó mới có thể là nó xanh sạch đẹp được. Dự án thu gom xử lý và thoát nước đô thị mới Phú Mỹ đi vào hoạt động sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các kênh rạch, tạo môi trường cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp, bền vững cho thị xã Phú Mỹ. Ngoài mục tiêu chung là cải thiện cuộc sống, bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững, dự án góp phần thắt chặt tình thân hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Quan trọng là chúng ta luôn hướng đến sự sống tốt hơn. Như dự án này có thể hỗ trợ cho hơn 250.000 người dân của địa phương. Tôi rất là vui khi có mặt tại sự kiện khánh thành nhà máy này. Trong thời gian tới, tôi đề nghị đơn vị vận hành tuân thủ các quy định về trình tự thủ tục, các tiêu chuẩn, quy trình, vi phạm kỹ thuật trong quá trình vận hành, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng nhà máy nhằm đạt có năng suất xử lý tốt nhất, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay triển lãm Moto Show Việt Nam 2024 chính thức được khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 20 thương hiệu ô tô, xe máy danh tiếng và thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan và trải nghiệm. Sau một năm tạm gián đoạn, triển lãm ô tô, xe máy Moto Show Việt Nam 2024 trở lại, quy tụ nhiều hãng xe lớn tham gia. Năm nay với chủ đề công nghệ mở tương lai xanh, triển lãm Moto Show Việt Nam thể hiện cam kết của các thương hiệu trong việc mang đến những giải pháp di chuyển xanh và bền vững với hàng loạt mẫu xe điện và xe hybrid thân thiện với môi trường. Trong đó nổi bật là một số mẫu xe xanh với phiên bản hybrid lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam và các xe concept thuận điện chưa từng xuất hiện tại Việt Nam. Triển lãm Việt Nam Moto Show 2024 sẽ mở cửa cho công chúng từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ ngày 23 tháng 10 và từ 9 giờ đến 21 giờ các ngày 24 đến 27 tháng 10. Khách tham quan có thể mua vé trực tuyến hoặc trực tiếp tại các quầy vé với giá 30.000 đồng mỗi người. Thưa quý vị, càng về cuối năm thì xuất khẩu càng khởi sắc, thế nhưng doanh nghiệp chưa kịp vui mừng thì lại phải đau đầu tìm cách ứng phó với tình hình mới. Bởi nhiều thị trường lớn liên tục đòi hỏi phải nâng cấp sản phẩm, nhất là theo xu hướng xanh. Càng về cuối năm, hợp đồng của ngành cao su nhựa tại thành phố Vũng Tàu càng đổ về nhiều.
các doanh nghiệp phải tăng tốc sản xuất để trả hợp đồng. Vì nếu để tồn đơn hàng của năm nay, doanh nghiệp sẽ không được đấu thầu những hợp đồng lớn của năm 2025. Vui là đơn hàng đang nhiều và over và đủ cho quý 1 2025. Nhưng thật sự đó là đơn hàng của 2024. Chúng ta đang làm không kịp. Nhưng mà cái lo là cái gói thầu của 2025 có thể họ chỉ dành cho những nhà xuất khẩu của chúng ta cho đến hai quý của 2025 thôi. Do đó là cái vấn đề doanh nghiệp phải chuẩn bị rất là tốt để làm sao mà cái năng lực sản xuất nó phải over so với cái đơn hàng nhận được. Đủ điều kiện đấu thầu hợp đồng mới, doanh nghiệp phải tìm mọi cách chứng minh năng lực sản xuất bằng cách đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị mới, cấp tốc tuyển lao động để vận hành. Không chỉ vậy, các doanh nghiệp phải đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn sản xuất xanh mà nhiều thị trường yêu cầu. Khách hàng ở châu Âu ngày càng đòi hỏi không chỉ chất lượng mà cả quy trình sản xuất phải đảm bảo bền vững. Châu Âu cũng đang yêu cầu hàng hóa nhập khẩu phải tuân thủ tiết kiệm năng lượng, không gây ô nhiễm. Rất sớm thôi, những hệ thống thương mại lớn như US Market cũng sẽ áp dụng tiêu chuẩn xanh. Vì vậy, rất quan trọng đối với Việt Nam phải chuyển đổi sản xuất, đổi mới công nghệ để tiếp tục duy trì và thúc đẩy xuất khẩu vào những thị trường này. Các chuyên gia đánh giá hàng hóa của Việt Nam đang đáp ứng khá tốt thị trường về mặt chất lượng và giá cả cạnh tranh. Tuy nhiên, để giữ vững thị phần ở những thị trường lớn, đảm bảo ký kết hợp đồng đối tác lâu dài, thì doanh nghiệp phải coi chuyển đổi sản xuất xanh là động lực và cơ hội để hoàn thiện và không ngừng nâng cấp sản phẩm. Phải xây dựng một cái kế hoạch hành động cũng như là triển khai một cách có hiệu quả về cái kế hoạch chuyển đổi xanh trong xúc tiến xuất khẩu. Bởi vì trên thực tế thì đây nó là một cái yêu cầu mà rất là cấp bách đối với cả các doanh nghiệp của chúng ta. Nếu như mà chúng ta không chịu triển khai cái kế hoạch chuyển đổi xanh ấy, thì trong khoảng độ 3 đến 5 năm nữa, đặc biệt là từ năm 2027-2028, chúng ta có sản phẩm thì chúng ta cũng không xuất khẩu được vào những cái thị trường có giá trị cao như là EU, như là Hoa Kỳ. Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương vẫn đang tích cực kết nối tìm kiếm khách hàng quốc tế, khai thác mạnh thị trường sản phẩm xanh toàn cầu. Qua đó, các hàng hóa thế mạnh của Việt Nam sẽ tìm được đường đến những thị trường cao cấp, lấp đầy những khâu trong chuỗi cung ứng sản phẩm. Thưa quý vị, nhằm khơi gợi cho học sinh hứng thú tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, di sản của tỉnh nhà, đồng thời hướng đến mục tiêu mỗi học sinh là một tuyên truyền viên giới thiệu di sản của tỉnh đến công chúng và du khách. Từ năm 2023, ngành văn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình giáo dục di sản. Cách làm mới mẻ này đã mang lại hiệu quả thiết thực, nên đang được tỉnh đẩy mạnh trong thời điểm cả nước đang kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Bình Giả và 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiết học lịch sử này thật đặc biệt với các em học sinh trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Vũng Tàu, bởi địa điểm học diễn ra ngay tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với nội dung xoay quanh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954-1964 tại Bà Rịa Vũng Tàu, mà điểm nhấn là chiến thắng Bình Giả 2 tháng 12 năm 1964, 3 tháng 1 năm 1965. Từ những hiện vật được trưng bày, các thuyết minh viên đã dẫn dắt khéo léo qua từng câu chuyện, nhân vật cụ thể, giúp học sinh thẩm thấu nội dung bài học sâu sắc hơn. Em đã được hiểu thêm rất là nhiều về chiến thắng Bình Giả và em cũng nhận ra được rằng là tỉnh mình hóa ra cũng đã có những chiến thắng vô cùng vang dội và đã góp phần là phá sản chiến lược chính trị đặc biệt của Mỹ nói riêng và toàn và góp phần không nhỏ trong chiến thắng giải phóng miền Nam nhất nước chúng ta. Khi mà tham gia thực tế như vậy thì học hỏi thêm được nhiều về chiến lịch sử. Để chúng ta là một con người Việt Nam, chúng ta phải biết được lịch sử của nước nhà. Cái cách thức và hình thức tổ chức của bảo tàng thì phải nói là sẽ giúp các em hiểu sâu hơn về lịch sử địa phương, về lịch sử dân tộc. Và với cách thức tổ chức như thế này thì các em sẽ hứng thú hơn. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 48 di tích lịch sử văn hóa được công nhận và xếp hạng. Nhằm làm mới phương thức giáo dục lịch sử, di sản quê hương cho học sinh, giúp các em không chỉ hứng thú hơn trong việc mở mang kiến thức văn hóa, lịch sử, mà còn bồi đắp tình yêu quê hương đất nước. Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ký kết chương trình phối hợp giáo dục di sản văn hóa giai đoạn 2023-2026 tại Bảo tàng tỉnh. Trong năm 2023, chương trình đã tổ chức cho gần 2.000 học sinh tham gia.
Riêng năm 2024, năm có các sự kiện kỷ niệm 70 năm ký Hiệp định Geneva, 60 năm chiến thắng Bình Giã, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bảo tàng tỉnh cũng tổ chức nhiều chuyên đề riêng cho hàng ngàn học sinh các cấp. Riêng trong tháng 10 này, chương trình tập trung tổ chức tìm hiểu chuyên đề về chiến thắng Bình Giã. Trong chương trình này thì các em sẽ được tham gia những cái phần học, giờ học lịch sử và những cái phần trải nghiệm tại nhà bảo tàng, như là mình sẽ tham quan cái phòng trưng bày về chiến thắng Bình Giã. Sau đó mình sẽ được nghe tọa đàm nói chuyện về chiến thắng Bình Giã và xem những cái bộ phim tư liệu về chiến thắng Bình Giã. Và sau đó thì các em sẽ được tham gia những cái trò chơi trải nghiệm tại sân nhà bảo tàng, như là trải nghiệm lật máy ghép mảnh hình về chiến thắng Bình Giã và trò chơi là đẩy xe thồ phục vụ hậu cần trong chiến dịch Bình Giã và vẽ tranh về chiến dịch Bình Giã. Được thiết kế sinh động hấp dẫn, chương trình giáo dục di sản văn hóa tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không chỉ góp phần tăng sức hút cho môn lịch sử mà còn hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào quê hương, dân tộc. Từ đó khơi gợi trong các em về trách nhiệm kế tục, xứng đáng với sự nghiệp của cha ông. Thưa quý vị, mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông rất quyết liệt trong xử lý vi phạm nồng độ cồn với phương châm không có ngoại lệ, không có vùng cấm, nhưng tình hình vi phạm vẫn tiếp diễn. Ghi nhận tại huyện Long Điền cho thấy số vụ vi phạm nồng độ cồn ghi nhận được trong 9 tháng năm 2024 chiếm hơn 1/3 tổng số vi phạm luật giao thông đường bộ. Xử lý vi phạm nồng độ cồn, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Long Điền lập chốt kiểm tra tại tất cả các tuyến đường có lưu lượng phương tiện cao, nơi có nhiều nhà hàng, quán ăn và bất cứ thời điểm nào, ngày nào trong tuần. Tuần tra kiểm soát thực hiện bằng nhiều biện pháp như là đứng một điểm và tuần tra lưu động, và những cái điểm đó thì lúc là không cố định và để cho không có thông báo cho người dân biết trước, và để cho tạo cái sự bất ngờ để cho người vi phạm xử lý kiên quyết triệt để cái sử dụng rượu bia khi điều khiển tham gia giao thông. Triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý nồng độ cồn, 9 tháng năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Long Điền phát hiện lập biên bản xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm, chiếm 37% tổng số vi phạm luật giao thông đường bộ. Làm gì lắm mà về. Dạ, phát hiện chú có cồn nữa chú. Dạ, có công nhận. Rồi thôi, để con kiểm tra nồng độ cồn chú, kiểu này chứ chú không thể chạy xe được nữa rồi. Rồi thông báo nồng độ cồn của chú là 0,713mg trên 1 lít khí thở nha. Dạ. Có kết quả đo của anh là 0,687mg trên 1 lít khí thở nhá. Ủa, có phải vô đo lại được không? Anh xuất trình giấy phép lái xe và đăng ký xe, giấy phép lái xe, căn cước công dân. Em gửi để trên công ty hết rồi em. Rồi cái kết quả đo của mình là 1,091mg trên 1 lít khí thở nhé. Okay. Rồi anh xuất trình giấy tờ cho em kiểm tra đi anh. Nhờ đẩy mạnh công tác tuần tra giám sát xử lý vi phạm luật giao thông, đặc biệt là nồng độ cồn, nên 9 tháng năm 2024 trên địa bàn huyện Long Điền ghi nhận 28 vụ tai nạn giao thông làm chết 12 người, bị thương 19 người. So với cùng kỳ giảm 8 vụ, 2 người chết và 11 người bị thương. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Long Điền tăng cường đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống để tuyên truyền luật phòng chống tác hại của rượu bia, yêu cầu chủ các cơ sở ký cam kết nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu bia, có hình thức hỗ trợ khách về nhà bằng phương tiện công cộng để đảm bảo an toàn. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đề ra các giải pháp là tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, quán xuyến địa bàn 24/24, chuyên đề về kiểm soát nồng độ cồn, chuyên đề về tải trọng, cơi nới kích thước thùng thùng, đi ngược chiều đường và vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông, là các cái nhóm chuyên đề này chúng tôi sẽ thực hiện xuyên suốt và thường xuyên liên tục khép kín địa bàn 24/24. Nỗ lực triển khai nhiều giải pháp xử lý các vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Công an huyện Long Điền quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững. Tiếp tục chương trình thời sự tối, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, sáng nay Mỹ và Nhật Bản đã khởi động cuộc tập trận quân sự quy mô lớn có tên Kiếm Sắt với sự tham gia của 45.000 quân nhân cùng hàng trăm máy bay và tàu chiến hiện đại. Cuộc tập trận diễn ra trên toàn lãnh thổ Nhật Bản, trong đó có đảo Hokkaido, và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 11.
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trọng tâm của cuộc tập trận lần này là nâng cao khả năng tác chiến, thực hiện các hoạt động tấn công chung trên không và tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa. Ngoài lực lượng bộ binh, hải quân và không quân của Mỹ và Nhật Bản, còn có sự tham gia trực tiếp của lực lượng phòng vệ Australia và lực lượng vũ trang Canada. Đặc biệt, cuộc tập trận có sự theo dõi của các quan sát viên đến từ nhiều quốc gia và từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Kiểm sát là cuộc tập trận thường niên được tổ chức 2 năm một lần kể từ năm 1986. Việc tổ chức cuộc tập trận này ở đảo Hokkaido, giáp Nga, đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Moscow. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm tới Israel trong 24 giờ qua. Ông Blinken đã có hàng loạt cuộc gặp với giới chức cấp cao nước chủ nhà để thảo luận về việc chấm dứt xung đột ở Liban và dải Gaza, như đảm bảo duy trì viện trợ nhân đạo. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Ngoại trưởng Blinken đã thảo luận về tầm quan trọng của việc xác định một con đường mới trong giai đoạn hậu xung đột, hỗ trợ người Palestine tái thiết cuộc sống và xây dựng cơ chế quản lý an ninh và tái thiết cho Gaza. Hai bên cũng thảo luận về tình hình Liban và những nỗ lực đang diễn ra để đạt được một giải pháp ngoại giao dọc đường xanh, bao gồm việc thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tạo điều kiện cho người dân ở cả hai bên biên giới trở về nhà và sự cần thiết của việc đảm bảo hàng viện trợ tới được với người dân Gaza. Cùng ngày, Ngoại trưởng Blinken cũng có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, tái khẳng định cam kết của Washington với an ninh của Israel. Trong đó, trong cuộc gặp với Tổng thống Israel Isaac Herzog, hai bên nhận định tích cực về khả năng các con tin sớm được trả tự do. Đây là chuyến đi thứ 11 của ông Blinken tới Trung Đông kể từ khi xung đột nổ ra tại dải Gaza hồi tháng 10 năm ngoái. Sau Israel, Ngoại trưởng Blinken sẽ tới các nước Ả Rập gồm Jordan và Qatar. Chính quyền bang Washington, Mỹ ngày 21 tháng 10 cho biết đã có 5 người thiệt mạng trong một vụ xả súng xảy ra tại một ngôi nhà gần thành phố Seattle thuộc bang này. Một nghi phạm 15 tuổi đã bị bắt giữ. Trong số người thiệt mạng có 3 trẻ em, ngoài ra một thiếu niên cũng bị thương và đã được đưa tới bệnh viện Seattle. Một nam thiếu niên 15 tuổi đã bị bắt giữ và sẽ trình diện trước tòa trong ngày 22 hoặc 23 tháng 10 theo giờ địa phương. Hai thiếu niên trên đều sống cùng trong căn nhà trên. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra để xác định động cơ của vụ việc. Thưa quý vị, chỉ trong chưa đầy một tuần, hơn 120 chuyến bay do các hãng hàng không Ấn Độ khai thác đã nhận được những lời đe dọa đánh bom. Mặc dù các lời đe dọa đều là trò lừa bịp, Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ cũng khuyến cáo vẫn cần thận trọng trước các nguy cơ an ninh. Hãng IndiGo ngày 22 tháng 10 xác nhận 4 chuyến bay nội địa của hãng này đã nhận được cảnh báo liên quan đến an ninh. Hành khách trên các chuyến bay này đã được sơ tán. Trong khi đó, Air India và Vistara xác nhận một số chuyến bay của hai hãng này hoạt động trong ngày 21 tháng 10 cũng đối mặt với các mối đe dọa an ninh trên mạng xã hội. Để đối phó mối đe dọa đánh bom nhằm vào các hãng hàng không, chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc triển khai một số biện pháp, trong đó có việc đưa thủ phạm vào danh sách cấm bay.